Từ nửa đêm về sáng, chợ đã đông người và đầy đủ mặt hàng. Người đi chợ sớm hầu hết là người mua đi bán lại, và tất cả cũng đều là mối quen của nhau. Chừng 6 giờ sáng, chiếc ghe của bà Ánh đã lấy đủ hàng. Giá cả thì nó cũng vậy, bình ổn. Mình lấy bạn hàng quen năm rồi bán cũng đâu có mắc đâu. Giờ thì bắt đầu cân rồi là đi chạy dài dài ra xong là bán về tới nhà đó. Chợ này thì ra bán mau lẹ hơn, bởi vì có bạn hàng đó, phải ra mà mối cái mình đếm mình về hả? Có người về sớm nhưng cũng có người nán lại chờ khách lẻ. Những người đi chợ quê tìm nguyên liệu ngon cho bữa cơm lành. Đó là khi mặt trời lên, người càng lúc càng đông, chợ càng lúc càng xôn xao. Quýt ơi, 15 ngàn cô ơi, ghẻ hoài ơi. 10 ngàn, 10 ngàn ký ơi, leo dò ngọt, 10 ngàn, 10 ngàn lớn. Cho 8 ngàn ký cô, 2 ký đi trả con 15 ngàn cô ơi. Mua gì ra cục vàng, bảo hành tím 40 ngàn, 1 ký lô 40 luôn. Trời ơi, 50 mà xảo 40 ngàn nha mấy chị ơi. Đủ 6 ngàn, 6 ngàn ký đủ luôn anh ơi. Tái chợ này mua mau lắm, mà chợ này phải ghẻ anh ơi. Cái gì ghẻ là bán mau à. Ủng hộ những người trong vườn, thứ nhất, thứ hai nữa làm ngon. Đi chợ này, chợ quê này đi quen rồi. Siêu thị có tiền mới đi được, chứ ông tệ sao đây siêu thị. Ra đây mua triệu rồi được, chứ ông siêu thị mua triệu cũng được. Khu cá sạc bổi Cà Mau thì mỗi năm chỉ ghé đây một lần. Thế nên dù có 200 ngàn đồng một ký thì vẫn có nhiều người ghé lựa. Nhưng trăm người bán vạn người mua, có người bán không kịp nghỉ tay thì cũng có người còn nguyên như cũ. Mình thương trường là chiến trường, nhưng mà cái này đầu vườn của mình thì khách quẹo vô người nào mua cái gì mình bán cái đó. Chung là bán hàng đúng giá. Được thì mình bán, không được thôi chứ cũng đâu có sao đâu. Chào bác ế quá à. Chị dọn vô mời bác nữa chứ. Đâu có đi đâu đâu. Hôm nay thì chắc nghỉ ăn Tết luôn á. Lé quá, tiền lô lên giá đó, rồi thế má lên giá quá nghỉ ăn rồi. Hôm nay không có quẹt ăn rồi. Nói thì nói vậy, nhưng bà Thanh và cả trăm người khác vẫn ngày ngày ra chợ từ cả chục năm nay. Bởi ai cũng tin, bữa nay dày thì mai sẽ khác.